Đây là bộ phim cũng về ma cà rồng và người sói nhưng mà thở vào mic ít hơn, hành động nhiều hơn và nữ chính nuột hơn. Chắc là tại mặc đồ bó latex Underworld hay là thuần việt tí thì đáy xã hội đây là Celine. Celine là một thím ma cà rồng siêu sát thủ các thứ cũng thuộc hàng top server đông âu đại loại là từ xưa đến giờ thì vì có một vài hiếm khích mà ma cà rồng với ma sói thì không ưa nhau và Celine là người hăng hái đi lùng sục ma sói nhất dù ma cà rồng đã sớm thắng thế khi mà một ông ma cà rồng tên là graven đã tiêu diệt thủ lĩnh lucian của ma sói nghe như draven với lucian hôm nay thì selin đi săn ma sói thì phát hiện ra là mấy khứa này đang cố tình bám đít một người đàn ông lạ mà nhìn thế nào đi nữa thì cũng thấy rõ là con người chứ không phải là ma cà giống hay là ma sói, cô và anh em đuổi theo thì bị bọn kia phát hiện, mở con bát đánh nhau khiến chạm tàu điện ngầm bung bét. người đàn ông kia chạy mất, còn hai con ma sói mà Celine vừa giết thì sử dụng một loại đạn đặc biệt nhấp nháy ánh xanh như đèn led. thấy lạ, cô về biệt thự báo với người đang tạm đứng đầu gia tộc Craven về sự vụ kỳ lạ hôm nay. chưa kể là quả đạn kia hóa ra là đạn UV, mai cả rồng ăn một bắn là nằm, nhưng mà Craven chỉ gạt đi, tại vì ông mày luôn nghĩ Selin hơi hận thù và cuồng sát quá. ma sói sau khi Lucien chết thì như rắn mất đầu từ lâu rồi. Celine cay cú lăm lẩm bẩm bảo là nếu là trưởng lão Victor còn chưa ngủ dưỡng sức thì chắc chắn ông sẽ cho Celine quyền lùng sụp thành phố tìm ma sói rồi. Trong một diễn biến khác thì lũ ma sói đang thử máu pha pha chế chế gì đấy. Rồi ngay khi thí nghiệm thất bại thì gạch cái tên trên bảng điểm số đi. Trở lại với hai người đàn ông bị con ma sói người đít thì giờ chúng ta mới biết anh này tên là Michael Covin đang nội trú khoa ngoại của bệnh viện gì đó. Sau khi làm mấy ca phẫu thuật chiều nay thì Michael được về sớm. Anh về trọ chuẩn bị mở bài tập về nhà lên xem thì phát hiện ra có một cô gái đột nhập vào nhà mình. người đấy chính là Celine. Sự chú ý của cô đã va phải vào ánh mắt của Michael đại loại thế cô muốn biết là lũ ma sói tại sao lại đi theo michael nhưng mà hỏi michael thì michael biết hỏi ai đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một toán người sói la vào tấn công nhảy từ trên trần nhà xuống selin biết mình không cân được nhiều như thế nên là vừa bắn tùm lum vừa rút đáng tiếc là một không ăn được chín nên là selin lỡ để một thằng cha ma sói cắn luôn michael cảm giác khá căng đấy bình thường là selin thịt luôn rồi đấy cơ mà hôm nay nhìn thằng trang này lại không làm gì hơi khó hiểu một tí trên đường tẩu thoát thì selin bị đâm xuyên vai rồi ngất khi mà đang lái xe lao xuống sông khiến michael phải cứu cô lên trong lúc đó thì tên ma sói cắn Michael đã về lại hang ổ để đưa cho ông già ống máu của Michael để thí nghiệm một cái gì đó. Celine đưa Michael về nhà nhưng mà bị Graven phản đối tại vì không chịu tin những lời mà Celine nói về việc là Michael rất có giá trị với bọn ma sói. Trong khi Celine và Graven đang tranh luận thì chị em kế khế của Celine bước vào sờ mó Michael thì thấy vết răng trên vai trái. Thế là Michael đã bị ma sói cắn và Celine đã vô tình mang kẻ thù không đội trời chung với gia tộc. Thím kia thì bật ngược lên trần nhà khè Michael đe dọa khiến anh phải mở cửa sổ bỏ chạy. Graven xuất hiện như ra cửa sổ rồi trong cơn tức thì tát lệch mặt Celine. Đáng tiếc là Craven đang tạm thời điều hành ra tổng giúp Victor nên là Celine không thể bật tanh tách như tôm được để hạ hỏa để cô vào trường bắn xả hơi. Thì ông chuyên gia vũ khí mới đã đến cho Celine một khẩu súng bắn đạn bạc nitrat, một liều là đi vào máu không gấp ra được như đạn bạc thường nên là một bắn cũng nằm. Celine chia sẻ với chuyên gia vũ khí về việc cô thấy Craven cứ hèn hèn không giống như cái thằng suốt ngày khoe mình tiêu diệt được Lucien kẻ đứng đầu phe ma sói. Ông kia thì gạt đi tại vì là Victor đã tin tưởng cái bố này, tức là cái tin đấy nó legit mà cả hai không hề biết rằng Craven đúng là thằng hèn thật Dám thương lượng với ma sói để được trưởng lão cho quản nhà lúc đang ngủ ăn lương cao hơn anh em Giờ thì ta mới biết được là thằng tóc dài cắn Michael chính là Lucian Kẻ đứng đầu phe ma sói Cũng là kẻ mà ai cũng tưởng đã bị Craven giết từ mấy năm trước Trở lại với Michael, anh trốn được về bệnh viện Kể với bạn mình rằng bị một thằng cha tóc dài cắn Rồi gặp ảo giác thấy những hình ảnh lạ Rồi chưa kể là cái chuyện về người phụ nữ bắt anh làm con tin nữa <laughs> Mỗi thôi thằng bạn thân nhìn Michael về ánh mắt hoang đường Khiến anh mất bình tĩnh Bạn thì gọi cảnh sát đến giúp Michael Nhưng mà hai ông cảnh sát thì có gì đấy لا لا may Michael cút trước bên phía Celine thì cô đang định phá luật gọi trưởng lão Victor thức dậy mong rằng cha nuôi của Celine sẽ ủng hộ cho quyết định của cô Celine lẻn vào phòng ngủ đông của các trưởng lão gọi Victor dậy bằng máu của chính mình và trong lúc ông già vẫn đang ngái ngủ thì báo với ông mọi nghi ngờ của cô về việc cô tin rằng Lucia vẫn còn sống và Graven thì từ lâu đã âm mưu với hắn đang chờ đợi thì không biết ma xui quỷ khiến gì thì Michael lulu xuất hiện ngoài cửa đòi gặp Celine Graven thì phản đối không cho cô ra ngoài nhưng mà Celine chắc mẩm là sắp được Victor chống lưng kệ mẹ Graven cô lái xe chở Michael đi rồi giải thích sơ lược về chiến tranh giữa ma cà rồng và người sói cho Michael. Cô cất Michael vào một căn safe house rồi bắt đầu tâm sự với nhau. Hóa ra là những cái ảo giác mà anh thấy là ký ức của kẻ cắn anh đã truyền vào cho Michael. Celine kể về việc gia đình của cô đã bị người sói giết hại rồi Victor đến cứu cô, biến cô thành ma cà rồng và giúp Celine có sức mạnh trả thù lũ người sói. Đến lượt Michael mở lòng với Celine, anh kể rằng việc mình trở thành bác sĩ là vì ngày xưa anh với người yêu gặp tai nạn giao thông, khiến cô gái chết khi mà chưa chờ được xe cứu thương tới mà anh cũng không làm được gì khác ngoài ngồi nhìn. Thế nên là mới đi học y. Họ nhận ra là cả hai đều cố quên đi chuyện cũ, quên đi tổn thương xưa nhưng mà vẫn luôn bị nó ám ảnh, chưa thể vượt qua hoàn toàn. Và xong vì một cái lý do quá gì đấy mà Michael quay qua hôn Celine nhưng mà không để ý việc cô đã xích anh vào ghế để Michael không chạy đi hóa sói rồi ăn thịt người. Celine về ra tộc gặp Victor, người đang được bơm máu hồi sức. Victor dĩ nhiên là không tin Celine tại vì cô vẫn quá ám ảnh với người sói nên là ông già vẫn nghĩ cô hoang tưởng. Victor giao việc tìm kiếm bằng chứng về những gì Celine nói cho Craven. Và Leo Blue, chính bà Celine này bảo Craven có khả năng phản bội mà nhưng mà chắc là ông già tin Craven hơn. Victor còn cảnh báo Celine là gọi ông già dậy sớm như này trong khi năm nay phải là lượt của trưởng lão Marcus là một trọng tội nên là chờ trưởng lão Amelia người đang nắm quyền hiện tại về nhà thì Celine sẽ bị vác ra xét xử. Chứ cứ dùng túng mãi như này là không hay. Victor sai Craven nhốt Celine vào phòng nhưng mà không biết rằng Craven đã thay những cận vệ có nhiệm vụ bảo vệ Amelia bằng tay trong của chính mình. Chúng đứng nhìn toa tàu chờ trưởng lão Amelia bị ma sói tấn công. Ở nhà thì thừa cơ lúc mọi người không để ý chị em kê khế của Celine dập cầu giao dinh thự của gia tộc rồi mang vũ khí và chìa khóa xe cho Celine tạo điều kiện cho cô trốn đi. Celine phóng xe bỏ trốn mà không biết là đám ma sói đã chờ ngay ngoài cổng, chỉ đợi cô phóng xe ra ngoài là lại đi theo. Ở căn safe house thì Michael đang mê man với những ký ức của Lucien, trông có vẻ như là nay mai hóa chó ở nơi rồi đấy. Celine vừa chạy được vào safe house thì thấy mình bị theo đuổi. Celine ở lại đấu súng với lũ ma sói, còn Michael thì bị cô xui nhảy từ tầng 4 tầng 5 xuống mặt đường. May là quá trình biến đổi đã gần xong nên là giờ Michael có tí sức bền của ma sói rồi. Đáp đất không hề hấn gì. Đen cái là vừa đáp đất xong thì nhận ra là mình đã bị bọc hậu từ trước, bị đúng hai cái thằng cha cảnh sát ở đầu phim nhét vào sau xe michael bị đám ma sói cuỗm ly luôn cơ mà trong cái rủi có cái may giữa cái đám ma sói ăn đạn bạc của celine thì lớn ngớ thế nào lại có lão già thử máu làm việc với lucien và còn may hơn nữa là lão mới chỉ ăn đạn vào vai celine mang lão già về và chính lão là kẻ chứng minh những gì celine nói đều có cơ sở đám người sói vẫn luôn tìm kiếm hậu duệ của alexander corvinus thủy tổ chung của cả ma cà rồng lẫn người sói ông này sống ở thế kỷ 13 sau một lần dịch bệnh quét qua ngôi làng cả làng chết hết còn alexander thì không chỉ còn sống mà trở nên bất tử ông già truyền cái gen bất tử Bất tử này cho ba người con nhưng mà ở trạng thái chưa kích hoạt một người bị rơi cắn thì biến thành ma cà rồng người còn lại bị sói cắn biến thành ma sói người con thứ ba thì không bị gì cứ sống như người bình thường thì cái đám ma sói muốn tìm ra hậu duệ của người này để dùng dòng máu bất tử thuần chủng để tạo ra một cá thể có cả sức mạnh của ma cà rồng lẫn ma sói và sau bao lâu tìm kiếm thì chúng đã tìm ra được michael corvin lão già ma sói cười tại vì kế hoạch sắp hoàn thành thì bị victor một đấm nằm luôn nhắc đến michael corvin thì bây giờ anh này đã nằm dài trên bàn ở sao huyệt của hội anh em hóa chó giờ thì michael mới biết rằng thằng cha cắn mình chính là Lucien và những ảo giác của anh chính là ký ức mà Lucien có. Những hình ảnh ngày càng rõ ràng và giờ thì đến lượt Lucien giải thích rằng ngày xưa ma sói là nô lệ của ma cà rồng, làm những việc nặng nhọc nhất là vào ban ngày cho các lãnh chúa. Lucian đem lòng yêu một cô ma cà rồng, cũng là con gái của Victor là Sonia. Hai người tí nữa thì có con với nhau, nhưng mà vì sợ giống nòi bị vấy bẩn nên là Victor quyết định cho chính con gái ruột đang mang bầu của mình tắm nắng rồi bắt Lucian nhìn người yêu của mình chết cháy. Chính khoảnh khắc đấy thì Lucian đã biết là chả cái hòa bình mẹ gì với cái bọn ma cà rồng này cả, phải đứng lên giành quyền làm người. Và thế là chiến tranh giữa ma cà rồng và ma sói kéo dài đến bây giờ. Vì yêu nhau hẳn các bro đang flashback mùi mẫn thì Craven lù lù xuất hiện. Lucian bảo chờ đấy, từ từ rồi tính. Và Craven thì cũng phải hành động đi chứ chờ người khác làm thế này thì không hay cơ mà chả còn tí từ từ nào cả tại vì đám cận vệ của ma cà rồng đã đến craven cay tại vì bị thằng ma sói nó khịa nên là thừa cơ lúc lucien quay ra mở cửa bắn cho một viên đạn bạc nitrat xuyên thấu lưng nằm lù lù một đống trong lúc giao tranh nổ ra khắp xào huyệt ma cà rồng bắn chết ma sói ma sói ngoạm đứt đầu ma cà rồng nhưng mà không sao lucien vẫn còn sống giờ thì bò dậy bằng ý chí để đi làm gì thì chưa biết lợi dụng lúc hỗn chiến thì Celine đã lẻn được vào xào huyệt của lucien vừa bắn vừa chạy đi tìm michael cô tìm được michael gỡ anh ra khỏi cái bàn của đám ma sói xong họ hôn nhau pro bro chạy thì không chạy hôn bro lucien bò dậy ở góc tường bên kia thấy michael với celine hôn nhau thì cũng tâm tư chắc là nhớ lại chuyện người yêu cũ thế là để yên cho cả hai bỏ chạy họ chạm chán craven bắn trước hỏi sau tặng michael mấy phát đạn bạc lỏng làm quà trong lúc celine đang ôm michael không biết làm gì thì craven lại nổ cho một quả bí mật động trời trước khi rời đi thực ra là gia đình celine không bị ma sói giết mà bị chính victor sát hại tại vì hôm nay đói celine là ngoại lệ duy nhất tại vì nhìn cô khiến lão nhớ đến sonia con gái ruột của victor Ờ, đúng rồi ấy, cái cô mà bị tầm nắng vì yêu Lucien ấy Craven tiết lộ sự thật xong thì quay ra giết Michael rồi chim cút nhưng mà bị Lucien bò ra xiên phát vào chân bố này quay lại giết Lucien nhưng mà không biết rằng Lucien đã bơm cách cứu Michael cho Celine là hãy cắn cổ Michael vì bố này tin rằng Michael sẽ có khả năng chịu được vết cắn của cả hai chủng tộc biến thành dạng sống tối thượng không còn bị bạc giết chết Celine làm theo nhưng mà vừa cắn xong thì Victor đích thân xuất hiện vứt Michael và Celine ra xa nhau Victor điền lăm nhé Michael xuyên tường lão này định quay lại dỗ dành Celine thì bị cô chất vấn vì cái chết của gia đình và cái chết của Sonia Victor thì không hề chối mà chỉ thừa nhận tất cả. Lão cũng nói rằng với Celine thì đó chỉ đơn giản là trao đổi đồng giá. Lão xin tí huyết từ gia đình cô nhưng mà đổi lại lại cho Celine bất tử. Còn với Sonia thì lão làm thế tại vì Sonia đang mang bầu con trai của Lucien và thứ của nợ mà cô sẽ đẻ ra sẽ là con lai của hai dòng máu. Tóm lại là sợ vờ lờ không biết là nó làm được cái gì. Và giờ thì Victor phải làm điều đó một lần nữa, cụ thể là giết Michael. Nhưng mà Michael đã biến đổi xong rồi và đúng như Victor dự liệu thì con lai của 12 dòng máu thì mạnh hơn cả ma sói lẫn ma cà rồng, nhất là không sợ đạn bạc hay là ánh sáng mặt trời, hành lão già lên bờ xuống luộng đáng tiếc là chỉ có sức mạnh là không đủ để ăn lại giá dơ. Victor là một chiến binh với hàng thế kỷ phaêm kinh nghiệm. Làm sao mà thua một cái thằng vừa biến thành mang cả rồng ma sói được? Thấy Celine đang định giúp Michael thì lão đấm con gái một phát dính tường, rồi quay ra kẹp cổ Michael. Celine thấy người yêu mình sắp chết thì đột nhiên tỉnh cơn lú, nhặt kiếm của Michael làm một đường tuyệt kỹ alpha chém bay đầu lão già. giờ thì không còn đường lui nữa rồi. Celine và Michael phải bỏ chạy cùng nhau. nhưng mà họ không biết rằng ở dinh thự của gia tộc, máu từ lão ma sói bị đấm chết đã từ từ chảy xuống quan tài của Marcus trưởng lão duy nhất còn sống đánh thức lão dậy và báo hiệu rằng Marcus sẽ là một nhân vật quan trọng ở phần phim tiếp theo và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Underworld thế giới ngầm tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại